vị thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình hướng dẫn cắm hoa. À, hoa đó là cái ngôn ngữ không lời và một cái để nói kết tình cảm rất là tuyệt vời. Mến chào quý vị đang đến với chương trình hướng dẫn cắm hoa. Thưa quý vị, cô giáo Phan Thị Ngọc Mai sẽ tiếp tục hướng dẫn cho quý vị cùng thực hiện một bình hoa với chủ đề Tết Bình An. Bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi sự hướng dẫn của cô giáo Phan Thị Ngọc Mai. Chào Tâm Anh, chào các bạn. Hôm nay với bình hoa Tết Bình An với vật liệu rất là dễ đẹp, một ít thanh liễu, tuyết mai, trầu bà lá xẻ, tùng nho, và có thể thêm phụ kiện như thế này tùy theo ý thích, có thể là những chú mèo hoặc có thể là những thông điệp cho ngày xuân. Đầu tiên bây giờ ta sẽ cho phần cắm, có nghĩa là có thể là tạo lá trước, có thể là tạo hoa trước. Hôm nay ta sẽ cho những chiếc lá trước. Trầu bà lá xẻ có thể là để nguyên nét lá xanh như thế này, cũng có thể là ta sẽ một ít để tạo một điểm nhấn, tạo một chút gì đó được ấn tượng hơn với nét sơn màu tùy theo ý thích. Và tạo dáng lá Tâm Anh ha. Với vật chứa gọi là bình cắm, khi mà bình nhỏ ta chọn nét lá cũng nhỏ, khi bình lớn thì nét lá này lớn hơn. Vì trầu bà lá xẻ này bên ngoài Tâm Anh sẽ thấy rằng có những lá lớn lắm, to thiệt là to. Mình phải để ý bình chứa của mình, gọi là bình cắm nhỏ hay lớn, và đặt vào chỗ nào, mình trang trí chỗ nào, gọi là để phù hợp với nơi đặt để. Đồng thanh đồng thủ. Rồi, ta có được như thế này. Với một chút những dáng lá, dáng lá nghiêng, ta cho dáng đổ. Từ cơ bản, những bài trước mà ta đã được biết và hôm nay ta ứng dụng lại để trang trí cho ngày Tết. Dạng nghiêng, dạng đổ. Và bây giờ với một ít những tuyết mai. Những nét tuyết mai rất là duyên dáng, rất là mềm mại cô Ngọc Mai. Những nét hoa nè, trắng trắng rất là dễ thương. Đúng vậy. Và mỗi khi mà thấy được tuyết mai có nghĩa là báo hiệu xuân về. Tuyết mai nếu như các bạn cắm trước, có thể là cắm từ ngay bây giờ, ta sẽ chọn những tuyết mai mà bất nhiều một chút. Nếu như cận sát vào ngày Tết thì sẽ chọn những nét nở, những bông nở to trắng xóa như thế. Khi có được tuyết mai rồi để tạo dáng, và Tâm Anh thấy đây vẫn là dáng nghiêng. Sau đó ta điểm lá nha. Có lá, những nét lá lớn để tạo dáng. Và bây giờ đến phần những nét lá để che đế. Lá đóng khung, lá che đế. Có thể là tùng nho như thế này, cũng có thể là chọn một loại lá khác mà mình thích. Có thể sân vườn nhà mình có lá gì mình chọn lá đó. Khi có được dáng, có được những phần lá che đế, bây giờ ta điểm thêm một chút. Có thể là hoa lớn để làm ngay tâm, ngay miệng bình, ngay đế xốp. Nếu như là hoa nhỏ như hôm nay là thành phải nhiều, một nhóm hoa, một khóm hoa ngay đó. Bình hoa này cũng sẽ rất bền đây cô Ngọc Mai. Đúng vậy. Khi cắm hoa để cho ngày Tết, để trang trí không gian của mình, nơi nhà, nơi để thư giãn hay để mình làm quà tặng, thì tất cả ta phải để ý đến tuổi thọ, phải chọn hoa chọn lá để làm sao được bền.
ông bà mình thường nói là ít nhất 3 ngày Tết. Vậy thì bình hoa này làm sao ta để được ít nhất 1 tuần đi. Nhưng chắc chắn bình hoa này sẽ hơn 1 tuần. Với điều kiện nếu như mà quý vị tưới tắm cho hoa mỗi ngày thì bình hoa của chúng ta sẽ để được lâu hơn. Sắc hoa mình sẽ chọn theo ý mình thích. Và đặc biệt là mình sẽ xem nơi đặt để với màu như thế nào sẽ hợp. Hôm nay với thanh liễu như vậy. Nhưng cũng có thể ta thay đổi. Ta cũng có thể chọn thanh liễu vàng hoặc là thanh liễu trắng. Thanh liễu có rất là nhiều màu sắc và rất là bền, nên là loại hoa được nhiều người ưa chuộng, lựa chọn trưng vào dịp Tết. Cô Ngọc Mai ơi, như vậy là phần hoa của chúng ta đã xong rồi đúng không cô? Đúng vậy. Và chúng ta còn phụ kiện nè. Khi có hoa có lá và tí xíu ha, những thông điệp của ngày xuân và đặc biệt năm nay là năm con mèo. Đúng rồi, năm con mèo. Cho nên là Tâm Anh thấy nè, chỉ tí xíu như vậy thôi, đủ duyên cho bình hoa để nơi phòng khách. Rất là ấn tượng, để rất là lâu. Nhớ mỗi ngày thêm nước vào trong bình. Một bình hoa rất là dễ thương thưa quý vị. Và bình hoa này chúng ta không chỉ là một bình hoa đặt để nơi phòng khách đâu. Nếu như đó là một món quà thì Tâm Anh tin rằng những người nhận được cũng sẽ rất là yêu thích đấy. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình hướng dẫn cắm hoa do cô giáo Phan Thị Ngọc Mai hướng dẫn. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.